Dì Nghèo chào tất cả các bạn nha các bạn. Như các bạn biết hiện nay trên nền YouTube năm 2020 này rất khó các bạn. Bắt buộc các bạn phải có 1.000 lượt subscribe hoặc hơn các bạn mới phát được trực tiếp nha các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cách mà phát trực tiếp mà chưa đủ 1.000 subscribe các bạn vẫn phát được trực tiếp. Các bạn nhớ xem cái video này, làm y như mình chỉ nghe các bạn. Nếu các bạn làm, các bạn không xem hết rồi các bạn làm không được rồi các bạn đừng có la rầy mình nha. Tội nghiệp mình lắm luôn á. Mình thì mình biết sao mình chỉ cho các bạn vậy. Bây giờ các bạn nhìn vô màn hình nha các bạn. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm phát để phát được trực tiếp mà khi chưa đủ 1.000 lượt sub nha. Mời các bạn nhìn vô màn hình. Ở điện thoại các bạn bấm vào Google Chrome cho mình nha. Sau đó các bạn nhập miyub.com. Các bạn nhớ bấm y chang như mình nha. Bấm đi. Nó vào một cái giao diện như vậy nè các bạn. Nó cái này là mình quay màn hình ngang cho mình dễ làm chút nha các bạn. Sau đó các bạn bấm vào dấu ba chấm nè, ba chấm đúc trên luôn á, rồi các bạn bấm vào trang web cho máy tính, đánh dấu vào trang web cho máy tính nha các bạn. Nó ra một cái giao diện giống như vậy nè các bạn. Mà trước tiên các bạn muốn phát trực tiếp thì các bạn phải xem coi mình có được phát chưa các bạn. Các bạn bấm vào cái biểu tượng kênh của mình nè. Các bạn kéo lên. Kéo lên. Rồi các bạn bấm vào cài đặt. Rồi nó ra một cái giao diện gì nha các bạn. Đó, các bạn kéo lên, kéo lên đó. Các bạn bấm vào trạng thái và tính năng của kênh nha các bạn. Đó, như ở đây các bạn thấy kênh của mình nè. Bạn có thể tải lên đã bật kiếm tiền thì trở thành đối tác qua kiếm tiền bằng cách hiển thị quảng cáo trên video của bạn. Này mình chưa đủ điều kiện, chưa bật cái đường xanh nha các bạn. Cái quan trọng là bên đây là bạn nhúng luồng trực tiếp nè, bạn phải có tài khoản. Bạn có tài khoản ADS, ACN này nè, hoạt động được liên kết với tài khoản YouTube trước khi có thể nhúng luồng trực tiếp. Đó là này mình đủ điều kiện nha các bạn. Cái nguồn phát trực tiếp của mình nè, bạn có thể phát trực tiếp mà đã bật rồi nè nha các bạn. Các bạn phải coi bạn có thể phát trực tiếp được chưa. Mình đã được, nhưng mà trong khi đó lượt subscribe của mình là mới có chưa được 700 nữa nha các bạn, là mình đã được bật rồi. Các bạn bấm trả lời nha các bạn. Các bạn bấm trả lời một cái nữa. Sau đó các bạn bấm vào cái máy ưu tiên có dấu cộng nè các bạn, bấm vào đây. Đó. Nó ra một cái giao diện là tải video lên hoặc phát trực tiếp, các bạn bấm vào phát trực tiếp nha các bạn. Ở đây các bạn bấm vô tiêu đề nè các bạn làm cái gì thì các bạn quay về cái gì hay là phát trực tiếp về cái gì thì các bạn ghi vô tiêu đề nha các bạn. Đây, lên lịch phát sóng nè. Nội dung của các bạn có dành cho em hay không thì các bạn bấm vô nha các bạn. Ở bên đây cái các bạn nhớ bấm vào cái biểu tượng của cái máy truyền hình, của cái chụp hình màu đỏ nha các bạn, bấm vào đó nha các bạn.
mình chỉ biết làm sao thì xong rồi các bạn bấm tiếp nè, các bạn bấm vào đó xong rồi các bạn bấm tiếp nha, các bạn ghi tiêu đề rồi đầy đủ xong rồi các bạn bấm tiếp thì nó sẽ phát trực tiếp. Thì mình chỉ cách như vậy cho những người bạn mà chưa đủ 1.000 subscribe, các bạn nên thử cách này thử có phát trực tiếp được không nghe các bạn. Các bạn mình chỉ thì chỉ thật lòng, các bạn nếu mà không có làm được á, thì các bạn đừng có la la chửi mình tội nghiệp mình nghe các bạn. Mình tạm biệt video đây nghe, chúc các bạn thành công, các bạn xem video vui vẻ và ủng hộ mình nhiều nha các bạn, mình cảm ơn các bạn rất nhiều.